Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác lẫn xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì mình sẽ có phối thêm bèo ở phía dưới cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn. Đây là phần thân sau nè. Và phần thân trước. Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Mẫu này thì mình cũng có thể phối chung với những cái mẫu đầm vải bên trong hoặc là đầm len cũng được ha. Mình sẽ sử dụng len miêu tông 125g và kim 4.5mm Các bạn tạo cho mình một nút Đối với phần cổ thì các bạn cần tăng size cho mình ở cái xích đầu tiên này Video hướng dẫn tăng size mình có để ở phần mô tả ha Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình tăng size cho phù hợp Thì mình canh một cạnh của mình sẽ là 13 mũi móc Và góc của mình tạo sẽ là 90 độ cho nên mình cộng 2 mũi cho mỗi góc Tức là mình sẽ có tổng cộng là 60 mũi Cộng thêm một mũi cho phần thân trước để phần thân trước của mình tạo cài nốt Nên mình sẽ có tổng cộng là 61 mũi ha Móc lên cho mình tổng cộng là 61 mũi móc xích Tùy vào tay thợ móc lỏng hay trực Sử dụng chất len và kim khác nhau cũng như size các bạn móc khác nhau Cho nên cái số xích này nó có thể thay đổi ha Và lưu ý khi các bạn móc cái mũi xích đầu tiên nè Mình sẽ móc lỏng tay thôi chứ các bạn đừng có móc quá trực tay Thì khi mình lên size nó sẽ bị lịch ha Sau khi hoàn tất cho mình được 61 mũi móc xích, ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa vặn với cái phần cổ rồi nè. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân thứ 61 một mũi kép đơn. Mỗi cạnh của mình là 13 mũi, thân trước mình có cộng thêm một mũi là 14 mũi. Các bạn móc một nửa của thân trước, tức là mình sẽ có 7 mũi kép đơn liên tiếp vào 7 chân đầu tiên ha. Ta có được mũi đầu tiên rồi nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm tiếp tục mũi kép đơn thứ sáu vào chân thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy vào chân thứ bảy khi hoàn tất được một nửa của cạnh thân trước rồi thì tiếp tục mình sẽ tạo một góc ha góc của mình là góc vuông 90 độ cho nên mình sẽ tạo ở hai chân móc kế tiếp tạo góc vuông các bạn sẽ móc cho mình chân kế bên là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc sau đó móc lên một mũi móc xích và chân thứ hai móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng chân móc luôn như vậy là ta sẽ tạo được cái góc đầu tiên nè tiếp tục mỗi cạnh của mình là 13 mũi móc các bạn sẽ móc cho mình 13 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn ha mình sẽ tạo ra cái cạnh vai đầu tiên nè móc cho mình 13 mũi kép đơn vào 13 chân kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai Kép đơn thứ 13 Hoàn tất được 13 mũi kép đơn và 13 chân tạo ra cạnh của phần vai rồi Thì kế tiếp sẽ là một góc vuông ha Thì cái góc của mình cũng tạo ra tương tự như cái góc đầu tiên nè Ở hai chân móc thì chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn Kép đơn đầu tiên nè, vào cùng chân móc nha Kép đơn thứ hai sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích và chân thứ hai của cái góc này cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc Ta sẽ tạo ra được cái góc thứ hai. Đây cũng là cái góc vuông 90 độ bằng với cái góc đầu tiên ha. Tiếp tục cạnh vai sẽ là cạnh thân sau nè, thì cạnh thân sau cũng có 13 mũi kép đơn vào 13 chân móc. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ 12. Và mũi kép đơn thứ 13. Hoàn tất được 13 mũi kép đơn vào 13 chân tạo ra độ rộng cho cái phần thân sau rồi thì tiếp tục sẽ là góc vuông ha, tương tự như các cái góc còn lại. Chân kế bên thì móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc nè. Sau đó móc lên một xích. Chân kế tiếp là cái chân thứ hai của cái góc này cũng móc 2 mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được cái góc thứ ba ha. Tiếp theo cạnh thân sau sẽ là cạnh vai thì cạnh vai mình làm tương tự giống như cạnh vai và cạnh thân sau mình vừa làm. 13 mũi kép đơn vào 13 chân liên tiếp. Mũi kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ 12. Và mũi kép đơn thứ 13. Như vậy là ta hoàn tất được cạnh vai còn lại rồi nè. Thì tiếp tục mình sẽ còn lại một góc cuối cùng là cái góc thứ tư. Hai chân liên tiếp này, mỗi chân là hai mũi kép đơn và cách nhau là một mũi móc xích ha. Lên một xích nè, chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn. Ta sẽ có được góc thứ tư rồi nè. Lúc này mình sẽ còn lại 7 cái mũi móc cuối cùng thì 7 mũi móc cuối cùng đó ghép với 7 mũi đầu tiên ta sẽ có được 14 mũi tạo ra cạnh thân trước ha. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy sau khi đã hoàn tất cho mình được cái dây xích đầu tiên rồi nè móc lên hai mũi móc xích khi ta đưa cái phần cổ này lên trên mặt phẳng nè thì các bạn sẽ thấy cho mình nè ta sẽ có được một cái hình vuông như thế này hình vuông của mình nó sẽ có bốn cạnh hai cạnh vai cạnh thân trước và cạnh thân sau số mũi móc của ba cạnh hai cạnh vai và cạnh thân sau nó sẽ bằng nhau còn số mũi móc của cạnh thân trước nó có thể nhiều hơn 1 cho đến 2 mũi ha. Sau đó cạnh thân trước mình chia đôi ra, mình sẽ có được hai bên để mình tạo khoảng trống cài nút nè. Góc mà mình tạo sẽ là góc vuông 90 độ cho nên mỗi góc nó sẽ cộng thêm 2 mũi ha. Mình có 4 góc tức là cộng 8 mũi nè. Và tổng số mũi móc của hai cạnh thân trước khi gộp lại nó có thể nhiều hơn so với mấy cạnh thân sau á thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy ha. Khi ta đưa cái phần cổ lại nè, thì cái phần mà mình dư ra nó sẽ tạo khoảng trống để cài nút bây giờ mình sẽ móc các hàng phía dưới ta quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp của cái góc vuông này nè mỗi chân móc một mũi kép đơn hả kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba nè Sau khi móc được đến cái góc đầu tiên mà mình gặp ở đây rồi thì góc đầu tiên của mình có hai kép đơn vào cùng chân móc, sau đó lên một xích và hai kép đơn. Tức là ta sẽ có cái khoảng trống xích nằm chính giữa này. Thì khoảng trống này móc cho mình một góc vuông gồm hai mũi kép đơn, một mũi xích và hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống ha. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai sau đó lên một xích. Ta có kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư vào cùng cái khoảng đó. Ta sẽ tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng thứ hai. Thì tiếp tục sẽ là cạnh vai Để móc cái cạnh vai kế bên thì các bạn để ý nè Sát đây nó sẽ có cái chân móc đầu tiên của cạnh Góc của mình có 4 mũi kép đơn nó sẽ tạo ra một cái độ dày vừa phải Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân của mũi kép đơn đầu tiên Và đâm kim vào chân thứ hai móc một mũi kép đơn sau đó móc tiếp các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Thì như vậy là cái độ dày của cái góc vuông này nè, bốn mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống, nó sẽ có cái độ dày giúp mình che được cái mũi mà mình vừa bỏ qua nè. Đây, che được cái khoảng mà mình bỏ qua ở đây ha. Tiếp tục móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái góc vuông thứ hai. sau khi móc đến cái góc vuông thứ hai thì tương tự như góc vuông đầu tiên ta cũng có cái khoảng trống này thì mình cũng đâm kim vào khoảng trống đó móc một cái góc vuông tương tự gồm hai mũi kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa vào cùng khoảng trống đó như vậy là ta sẽ có được cái góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai tương tự giống như cạnh vai thì cái cạnh thân sau nó cũng làm tương tự ta cũng bỏ qua cái chân móc sát bên, tức là cái chân đầu tiên của cạnh này và móc vào cái chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến các cái góc tiếp theo ha. Thì như vậy là độ dày của cái góc thứ hai này nè, có bốn mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống thì nó cũng có một cái độ dày giúp mình có thể che đi được cái chân móc mà mình bỏ qua ha. Sau khi kết thúc đến cái hàng móc thứ hai rồi nè, thì hàng móc thứ ba các bạn móc tiếp lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại thì mình cũng làm tương tự như hàng thứ hai. Mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cũng móc tương tự cho mình cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp ha. Sau khi móc đến góc vuông đầu tiên của hàng móc thứ ba thì cũng làm tương tự, móc vào đó cho mình một cái góc vuông gồm 2 kép, 1 xích và 2 kép. Ta tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ ba. Tương tự giống như các cái cạnh phía dưới ta cũng bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó mình làm tương tự cho các chân còn lại. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến góc vuông thứ hai thì cũng làm tương tự giống như các cái góc mà mình tạo ở đây, cũng bỏ qua chân đầu tiên ha. Sau đó các bạn cứ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi các bạn đặt cho mình cái phần thân này lại. Ở đây mình đã móc lên thêm nhiều hàng móc nè. Lúc này mình đặt cái phần thân của áo theo cái hướng như thế này sau đó sử dụng thước dây để đo. Các bạn cần xác định cho mình số đo vòng ngực của size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình có để ở phần mô tả ha. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình phần thân lại và mình sẽ tiến hành đo nè. Khi đo ngang như vậy thì nó sẽ là một nửa của số đo vòng ngực ha. Các bạn sẽ đo làm sao cho mình, mình trừ cho mỗi bên khoảng tầm 1 cho đến 2 cm, tức là hai bên mình sẽ có gấp đôi ha. Đối với mẫu này mình làm khoảng tầm 25 cm cho cái phần ngực. Mình sẽ móc 23cm khi mình xuống thân, sau đó mỗi bên cộng thêm 1cm như thế này. Thì đối với cái phần chi nách này tùy vào size các bạn móc mà các bạn có thể chừa cho mình tầm khoảng 1 cho đến 3 cm ở mỗi bên ha. Bây giờ mình sẽ nối nách và móc cái phần thân dưới nè. Ta quay ngược đầu móc lại và mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc cho đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp thì khác với các cái hàng bên trên mình tạo góc, thì lúc này các bạn chỉ móc cho mình một nửa góc bằng cách móc vào cái khoảng trống đó hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Kép đơn đầu tiên và mũi kép đơn thứ hai. Sau đó 1 cm mà mình chừa ra này nó sẽ được tính từ cái mũi kép đơn thứ Và tổng số xích mà mình sắp sửa gây nên khi gặp đôi nè, mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Gặp đôi lại với cái mũi mà mình tạo ở đây nó sẽ tầm khoảng 1 cm ha. Sau đó các bạn đâm kim cho mình đến cái khoảng trống thứ hai của cái góc vuông thứ hai. Khoảng trống đó mình cũng móc tương tự như khoảng đầu tiên, móc vào hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Như vậy là ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luôn cánh tay vào ha. Tùy vào cái kích thước thân người mà các bạn có thể chia cho mình cái kích thước này tầm khoảng 1 cho đến 3 cm. Khác với các hàng bên trên, mình bỏ qua chân đầu tiên. Lúc này mình đã chiết nách rồi thì các bạn không cần phải bỏ qua chân đầu tiên nữa. Móc luôn vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Và lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc vuông thứ ba mà ta gặp ha. Khi móc được đến cái góc vuông thứ ba thì cũng tương tự, góc vuông đó móc hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống đó. Tương tự giống như cái phần nách đầu tiên thì mình cũng móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó ta di chuyển kim đến khoảng trống cuối cùng. Và mình cũng móc vào khoảng trống đó hai mũi kép đơn. Các chân còn lại thì mỗi chân một mũi kép đơn và không bỏ mũi nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng ta sẽ tạo ra được khoảng trống luôn cái phần cánh tay thứ hai nè. Như vậy là khi mình đặt cái phần thân lại, các bạn sẽ đo lại cho mình cái kích thước này. Mỗi bên mình có chừa ra 1 cm thì lúc này khi đo lại toàn bộ kích thước này nó sẽ tầm khoảng 25 cm ha, bằng với cái kích thước vòng ngực của các bạn cần có rồi ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần ngực nè và hai bên cánh tay bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới ha móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ viên cho mình bằng một hàng mũi đơn trước mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng Khi móc được đến cái phần nách đó, thì ở đây mình có bao nhiêu mũi móc xích các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu mũi móc đơn và bấy nhiêu chân móc xích ha. Tức là ta sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi. Móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng rồi ta có được một hàng mũi đơn như thế này tạo cái phần viền cho phần lai áo rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết bèo bên dưới. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên trước. Mũi kép đơn vào chân đầu tiên ha. Tiếp tục sẽ là các cái họa tiết sò. Bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn vào cùng chân móc kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, sau đó móc lên một mũi móc xích và chân đó cũng tiếp tục móc cho mình hai mũi kép đơn nữa. Tức là mình sẽ có bốn mũi kép đơn vào chân móc đó và cách nhau là một mũi xích ha. Ta sẽ tạo ra được một họa tiết sò như thế này. Từ họa tiết sò này đến họa tiết sò thứ hai nó sẽ cách nhau là hai chân móc. Ta sẽ bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một họa tiết sò gồm hai kép, một xích và hai kép. ta sẽ có được họa tiết sò so thứ hai ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết hàng mỗi họa tiết sò so sẽ cách nhau là hai chân móc móc vào chân thứ ba một họa tiết sò so gồm hai kép một xích và hai kép và móc tương tự cho đến hết hàng sau khi móc đến cuối hàng thì có nhiều trường hợp các cái chân móc cuối cùng nó sẽ không đủ khoảng cách để mình có thể tạo ra khoảng cách giữa hai họa tiết sò các bạn có thể chọn cho mình một trong hai điểm bất kỳ ở cái hàng này và cái khoảng cách của nó có thể cách nhau là một chân móc thôi ha mình sẽ móc đến cuối hàng sau đó cái khoảng cách của họa tiết sò cuối cùng với cái mũi kép đơn cuối cùng nó chỉ cách nhau là một mũi thôi thì lúc này mình còn lại hai chân móc nè bỏ qua chân kế bên và móc vào chân cuối cùng một kép đơn lên hai mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên đến họa tiết sò thứ hai móc vào chân kép đơn đầu tiên một mũi kép đơn sau đó mình sẽ tăng cái độ rộng của họa tiết sò này thay vì là hai kép một xích và hai kép thì các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống đó hai kép sau đó là hai mũi móc xích để tạo cái độ rộng cho cái họa tiết sò của mình và tiếp tục sẽ là hai kép vào cùng cái khoảng chính giữa đó luôn ha ta sẽ tạo ra được một họa tiết sò so như thế này móc tương tự cho mình họa tiết này cho các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối cứ mỗi khoảng trống giữa họa tiết sò so kế bên thì cứ móc cho mình hai kép hai xích và hai kép ha sau đó sẽ làm tương tự cho đến hết hàng Hoàn tất được đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng đó móc một mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được cái độ bèo cho cái họa tiết bèo của mình phía dưới ha. Những bạn nào mà muốn cho nó bèo hơn nữa thì các bạn cứ móc lên cho mình hai mũi xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Đến cái hàng thứ ba thì chân đầu tiên cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ tăng cái độ rộng của họa tiết sò. So thì họa tiết so các bạn sẽ móc cho mình là 3 kép, 1 xích và 3 kép vào cùng cái khoảng trống đó. Ta sẽ có được kép đơn đầu tiên nè, vào cái khoảng trống của họa tiết so phía trên ha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai nè, kép đơn thứ ba. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa vào cùng cái khoảng đó luôn. ta sẽ tăng được kích thước của họa tiết sò. Các bạn sẽ móc tương tự họa tiết sò này cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối. Sau đó những bạn nào mà muốn tăng thêm nữa thì các bạn cứ thêm cho mình hai bính ở chính giữa nha. Mình sẽ móc là 3 kép, một xích và 3 kép cho họa tiết sò này. sau khi đã móc được cho đến cuối rồi này thì tiếp tục cuối cùng các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng sau đó kết thúc móc lên một mũi móc xích và mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo như vậy là phần thân áo của mình nó sẽ có cái độ lai bèo như thế này ha các bạn có thể móc nhiều hơn hoặc là ít hơn tùy thích để tiện cho việc cài nút á mình sẽ chọn một cạnh của cái phần thân này làm cái phần mình tạo khoảng trống cài nút thì từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích rồi, đâm kim vào chân của cái mũi mà ta móc mũi kép đơn cuối cùng đó một mũi móc đơn trước. Lúc này các bạn sẽ để ý cho mình ta sẽ có thân chân móc, chân móc, thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau, chứ không có những cái chân móc cụ thể. Nên các bạn sẽ bỏ qua cái thân chân móc và mình lần lượt đâm kim vào các chân móc. Mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tương tự ha, chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn và không móc vào thân chân móc nha để giúp cho cái phần viền của mình nó được đẹp hơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ở chính giữa này mình có một cái đoạn mũi đơn để mình viền lại nè thì đoạn mũi đơn đó nó sẽ có hai chân móc một chân mình móc mũi móc đơn và một chân của mũi móc đơn thì cái chân của cái mũi mà mình móc mũi móc đơn đó các bạn móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa Tức là ở cái khoảng này một chân sẽ có hai mũi móc đơn và chân còn lại là một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp thì cứ móc vào chân móc, mỗi chân là hai mũi móc đơn ha, chứ không móc vào thân chân móc nha. Khi viền được cho đến cái phần cổ áo rồi thì chân cuối cùng của phần cổ áo, các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Từ đây móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai mình sẽ tiến hành tạo các cái khoảng trống để mình cài nút ha thì để tạo khoảng trống cài nút này các bạn sẽ chọn cho mình khoảng tầm 1 cho đến 3 vị trí để mình có thể tạo những cái điểm mình cài nút ở đây mình sẽ chọn hai điểm một điểm đầu và một điểm nằm chính giữa ha ta quay ngược đầu móc các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi móc đơn nè và chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn ở đây tùy vào kích thước nút mà các bạn sử dụng, các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích tương đương. Mình sử dụng nút 2 cm nên mình sẽ móc lên hai mũi móc xích. Hai mũi xích này tương đương với hai chân móc phía dưới. Ta bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể cài được cái nút đầu tiên. Tiếp tục các chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái vị trí thứ hai mà mình đặt cái phần cài nút ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cái điểm thứ hai mà mình đặt cái phần nút thì cũng tương tự như cái khoảng đầu tiên móc lên hai mũi xích và bỏ qua hai chân móc phía dưới móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối ha Khoảng trống cài nút thì tùy vào các bạn phân bổ cho cái phần cài nút của mình nó được đều hơn. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo từ hàng thứ ba này ha. Ta cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết cái phần viền bên này luôn ha. Phần lai like áo bè phía dưới thì các bạn có thể viền hoặc là không viền cũng được. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp tục viền tương tự cho đến khoảng trống đầu tiên mà mình gặp. Sau khi móc đến cái khoảng trống mà mình tạo cài nút đầu tiên nè, các bạn để ý cho mình, đây là cái khoảng trống thì ở phía sau nó là một cái chân móc của mũi đơn. Và phía trước nó cũng là một chân móc của mũi đơn. Sau đó là hai mũi bính nằm chính giữa, cộng lại là được bốn mũi. Thì bốn cái mũi đó mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống bốn mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên nè, thay thế cho cái chân mà mình bỏ qua này. Sau đó tiếp tục hai mũi móc đơn thay thế cho hai mũi xích và mũi móc đơn thứ tư thay thế cho chân móc kế bên khi mình móc như vậy thì cái khoảng trống của mình nó sẽ lộ rõ hơn khi mình cài nút nó sẽ dễ dàng hơn ha tiếp tục chân đầu tiên bên này mình đã móc vào cái khoảng trống rồi thì bỏ qua chân đó và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái khoảng cài nút kế bên ha cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn khi móc đến cái khoảng trống kế tiếp thì cũng tương tự ha khoảng trống xích này với hai cái mũi móc đơn ở hai bên nó cùng móc vào khoảng trống đó luôn bốn mũi móc đơn lúc này còn là hai chân cuối cùng nè thì chân kế cuối mình đã móc rồi móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn ta sẽ có được các cái khoảng trống để mình cài nút nè tiếp tục mình sẽ viền lại ở phần cổ áo để tạo điểm nhấn cho cái phần cổ áo thì các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó chân của mũi móc đơn mà mình móc cuối cùng đó móc một mũi kép đơn các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc và móc vào chân móc thứ ba một mũi dời. tiếp tục móc lên hai mũi móc xích chân đó móc tiếp một mũi kép đơn và mình cũng tương tự bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi dời lên hai mũi xích móc vào chân đó một mũi kép đơn bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi dời ta sẽ tạo ra được những cái họa tiết lượng sóng cho phần cổ áo móc tương tự cho mình cho đến hết phần cổ áo và cạnh còn lại này mình sẽ viền giống như cái hàng đầu tiên mà mình viền ở cái phần tạo khoảng trống khai nút. Sau khi đã viền cho mình được toàn bộ phần thân áo rồi, mình sẽ không viền ở phần bèo mà kết thúc bằng cách đâm kim vào chân của mũi cuối cùng một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Cháu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, ta sẽ hoàn tất được một cái phần thân của áo lẫn như thế này phần cổ thì tùy các bạn có thể phối những cái họa tiết khác cũng được ha đây là các cái khoảng trống mà mình tạo cài nút thì mình sẽ may những cái nút tương đương ở phía bên đối diện nè mẫu này thì mình có móc thêm tay ở đây mình đã móc sẵn một tay như thế này nè thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tay và cái phần tay của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ dần từ phần nách cho đến cái phần cổ tay ha mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giả mũi Phần tay thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa của cái phần mà mình nối nách nè Ở đây mình có 3 mũi móc xích Thì đâm kim vào cái chân nằm chính giữa ha Tùy vào cái kích thước này mà các bạn sẽ chọn cho mình chân móc nằm chính giữa Sau đó ta kéo nút vừa tạo qua chân móc Móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân kế bên móc một mũi kép đơn ở đây mình sẽ có một cái thân của cái mũi kép đơn mà mình nối nách nè thì để móc cho cái phần này nó không có bị hở cái khoảng trống quá nhiều á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc mà mình giao nhau giữa cái mũi kép đơn này ha với cái phần thân dưới thì ta sẽ chậm mũi nè đâm kim vào cái chân móc mà mình giao nhau Lúc này trên kim của mình nó sẽ có 3 đường móc kéo lên qua hai đường trên kim. Sau đó tiếp tục lấy lên và các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào cái thân của cái mũi mà giao nhau ở đây nè. Đâm kim vào cái thân của nó luôn ha. Sau đó kéo lên. Kéo qua hai đường trên kim. Sau đó kéo qua ba đường trên kim. Như vậy là ta đã chụm được một mũi rồi nè tiếp tục lấy len và cũng đâm kim cho mình vào cái thân thêm một lần nữa kéo qua hai chân trên kim sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc của cái phần nách đó kéo len sau đó kéo qua hai chân trên kim và kéo qua ba đường trên kim ha như vậy là ở đây mình sẽ có hai mũi chậm liên tiếp giúp cho cái phần nách của mình nó không có bị hở đây mình sẽ chỉ lại cho các bạn rõ hơn nè cái điểm giao nhau nó sẽ có một cái thân của mũi kép đơn như thế này đây là cái hàng xích mà mình nối nè đâm kim vào đường chính giữa ha sau đó mình sẽ bo cái mũi ở cái phần góc này nè các bạn sẽ chậm cho mình một chân móc của cái phần thân trên với cái thân của cái mũi kép đơn mà mình giao nhau ở đây sau đó mũi chậm thứ hai là cái thân này với cái mũi giao nhau ở phía dưới này tức là ở đây mình sẽ có hai mũi chậm các chân còn lại thì móc bình thường ha mỗi chân là một mũi kép đơn các bạn sẽ móc cho mình ở đây cũng vậy nè điểm giao nhau với thân chân móc là một mũi chậm sau đó thân chân móc này với cái điểm kế tiếp là một mũi chậm ta cũng có hai mũi chậm ở cái góc này ha sau đó các chân móc còn lại thì mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn cho đến cuối vòng Sau khi đã móc được đến cái góc này thì cũng làm tương tự nè, mình sẽ hướng dẫn lại nè. Chân móc cuối cùng của cái cạnh phần nách và cái thân mũi này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một ha. Lấy len nè, đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len qua hai đường. Lấy len đâm kim vào thân của mũi kép đơn giao đó. Kéo len qua hai đường, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Tiếp tục mũi chụm thứ hai, lấy len, đâm kim vào thân của mũi kép đơn đó kéo qua hai đường trên kim sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái chân móc mà mình giao nhau đây cái chân giao nhau là cái chân này ha sau đó kéo qua hai đường trên kim và kéo qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được hai mũi chậm các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc kép đơn cho đến cuối hàng kết thúc đam kim vào chân mũi mũi kép đơn đầu tiên móc một giờ sau đó lên hai mũi xích như vậy là ta sẽ có được cái độ rộng cho cái phần nách của mình ha và đối với những bạn nào mà khi mà mình móc đều cái phần cánh tay nó sẽ bị rộng ở phần cổ tay bây giờ mình sẽ hướng dẫn giảm mũi nè giảm từ phần nách đi xuống thì để giảm mũi các bạn sẽ chậm cho mình hai chân móc đầu tiên này lại thành một mũi chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha Lấy len và đâm kim vào chân đầu tiên trước. Sau đó kéo len qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân thứ hai. Kéo qua hai đường trên kim sau đó kéo qua hết các đường trên kim. Ta đã giảm được hai chân phía dưới thành một mũi rồi nè. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Tức là mỗi hàng các bạn chỉ giảm cho mình một mũi. Và cái mũi đó mình sẽ giảm ở hai chân móc đầu tiên ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều dài của phần cánh tay. Khi giảm mũi như vậy nó sẽ giúp cho phần cánh tay của mình bo nhỏ lại đến phần cổ tay. Hoặc là những bạn nào mà không thích nó bo quá, các bạn có thể xen kẽ một hàng giảm và một hàng không giảm ha. Chiều dài của phần cánh tay mình cũng có để ở phần mô tả luôn, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó làm theo cái size mà các bạn cần ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần cánh tay có cái độ bo nhỏ dần từ nách đến phần cổ tay rồi thì các bạn sẽ viên cho mình một hàng mũi đơn ở phần cổ tay để mình cố định lại được mũi móc. Khi sử dụng lâu dài nó sẽ không có bị quá rộng ở đây ha. Sau đó giấu len thừa vào trong mũi móc. Phần cài nút thì may cho mình hai nút ở hai bên đối diện tương ứng với cái khoảng trống mà mình tạo cài nút ở đây. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích thì cách móc sợi dây móc xích tương tự giống như cách mà mình tạo cái bính đầu tiên ở phần cổ áo để mình thắt lại ở cái phần uh, giữa đây nè các bạn sẽ luôn cho mình cái sợi len này vào cái hàng móc cuối cùng sát với cái hàng mà mình tạo mũi đơn á để luôn thì mình sẽ luôn xen kẽ vào hai chân móc hoặc là ba chân móc tùy thích ha Luôn cho đến hết một vòng như thế này mặt trước thì các bạn sẽ trang trí cho mình hoa hoặc là một số họa tiết khác lên trên thân áo cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn Mẫu này thì các bạn cũng có thể phối chung với những cái mẫu đầm vải hoặc là đầm len ha Mình cũng có thể tăng giảm size tùy thích cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha Chúc các bạn móc thành công